thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Minh Châu ơi, bữa nay không biết là ngày mấy ha? Tự nhiên đang Tết mà cô Thảo hỏi ngày mấy sao? Ờ, thôi xin lỗi, là ngày mùng mấy? Mà sao cô Thảo hỏi ngày mùng chi vậy? Cô Thảo tính lì xì cho em đúng không? Đừng có mơ nha, không có định lì xì cho Minh Châu đâu. Mà cô định lì xì cho quý vị khán giả một món ngon. Tại vì thông thường là sau 3 ngày Tết nè, phần lớn ai cũng có cảm giác no nê với lại những món ngon rồi. Cho nên đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta tút lại cơ thể, cho lấy lại sự khỏe khoắn và thanh mát với những món ngon cân bằng dưỡng chất. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá à. Chắc là cô Thảo sẽ có một món gì đó ăn vào sẽ có cảm giác như là thoải mái trong người lắm phải không cô? Tại vì dạo này đúng là cái bụng của em nó cứ đầy đầy, nó căng căng làm sao á. Minh Châu đừng có lo, chắc chắn là với món ngon ngày hôm nay á, thì cái bụng của Minh Châu nè và tất cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy nhẹ nhàng ngay. Và chúng ta sẽ cùng tạo hứng khởi ngay với món ăn này, đó là món súp gà chua cay. Để làm món súp gà chua cay thì quý vị khán giả hãy chuẩn bị 100g thịt gà xé sợi, một miếng đậu hũ non, khoảng 5 tay nấm đông cô tươi sắc sợi, 100g măng tươi, ngò rí, ớt sừng, một muỗng canh ớt sa tế, bột năng, tiêu, hạt nêm aji ngon, nước tương Lisa và giấm gạo Lisa. Minh Châu ơi, Minh Châu à, nồi nước của cô đâu rồi? Đây, nồi nước của cô Thảo đây rồi. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Đầu tiên là quý vị khán giả chuẩn bị khoảng 1,5 lít nước dùng gà. Còn nếu không, chúng ta có thể sử dụng nước thường thì chúng ta sẽ nêm thêm hạt nêm aji ngon vào thì cũng sẽ đủ tạo nên vị đậm đà cho món ăn. Và bây giờ đầu tiên thì cô sẽ chuẩn bị phần nấm đông cô. Nấm đông cô này chúng ta có thể sử dụng nấm đông cô tươi hoặc là nấm đông cô khô. Cho dù là mình sử dụng nấm tươi hay là nấm khô thì cũng sẽ cho vào một cái tô nè. Và bây giờ thì cô sẽ ướp vào đây một ít hạt nêm aji ngon. Ướp nấm với lại hạt nêm aji ngon hả cô? Đúng rồi, vì Minh Châu biết không, và quý vị khán giả cũng lưu ý là khi chúng ta ướp hạt nêm aji ngon vào chung với nấm đông cô như thế này, chúng ta trộn lên cho thật đều, thì hạt nêm sẽ giúp nấm đông cô của chúng ta giảm bớt cái mùi hăng của nấm đi, đồng thời làm cho những cái miếng nấm sẽ có hương vị đậm đà và ngon hơn rất là nhiều. À, một lưu ý nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nếu chúng ta nhớ thì món ăn sẽ ngon hơn cô ha. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ là chúng ta sẽ ướp nấm với lại hạt nêm aji ngon nhé. Như vậy sẽ làm mất đi mùi hăng của nấm. Măng này, Minh Châu nhớ lưu ý là khi mua măng thì chúng ta phải chọn măng thật là tươi và non. Chúng ta sẽ sắc sợi ra. Phần ngò rí này chúng ta cắt nhuyễn. Kế đó là chúng ta cắt đến nguyên liệu cuối cùng, đó là đậu hũ non. Ồ, đậu hũ non thì phải thật là nhẹ tay. Chính xác, cô sẽ cắt những cái miếng mỏng có độ dày khoảng chừng 1cm nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt lại để có cái hạt lựu như thế này. Nước dùng cũng đã sôi rồi, Minh Châu giúp cho cô cho hết cái phần gà xé vào. Dạ. Cô sẽ nêm vào khoảng 2 muỗng canh hạt nêm aji ngon. Đây là món có tên gọi là súp gà chua cay. Như vậy nhất định ngoài cái vị mặn ngọt tự nhiên của hạt nêm aji ngon thì còn phải có vị chua. Đúng rồi, như vậy cô sẽ sử dụng giấm gạo Lisa. Và ngoài 2 muỗng canh hạt nêm aji ngon rồi ha, bây giờ cô cho thêm khoảng 3 muỗng canh giấm gạo Lisa nữa nè. Dạ. Và còn một vị nữa, vị cuối cùng. Vị cay. Đúng rồi, vị cay thì mình sẽ sử dụng là ớt sa tế. Dạ. Và bây giờ thì cô sẽ chuẩn bị phần bột năng nè. Chúng ta sử dụng khoảng 4 muỗng canh bột năng. Cô pha chung với lại nước, khuấy chung với lại khoảng một tô nước như thế này. Dạ. Khi nồi nước súp sôi trở lại thì Minh Châu sẽ tiếp tục cho tiếp phần nấm đông cô này vào. Khi mà chúng ta cho nấm vào, chúng ta chờ cho nước sôi trở lại để cho nấm chín hẳn. Lúc đó chúng ta lại cho măng vào. Còn nguyên liệu cuối cùng là phần đậu hũ non thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta sẽ cho vào giai đoạn cuối cùng. Vì đậu hũ non là một cái nguyên liệu mềm, rất là dễ bị nát nếu mà chúng ta cho sớm ngay từ đầu. Trong quá trình chúng ta nấu, nếu mà khuấy trộn nhiều quá thì là đậu hũ non sẽ bị nát và không ngon nữa. Dạ. Bây giờ súp đã sôi trở lại rồi, chúng ta sẽ rưới phần bột năng này vào. Chắc là mình phải rưới từ từ để canh cái độ sệt của súp phải không cô? Đúng rồi, cho nên Minh Châu thấy không, cô không cho hết vào, cô cho phần nửa. Khi mà bột trong và nước súp bắt đầu hơi sệt lại rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần đậu hũ non vào. Chúng ta chờ cho súp sôi trở lại là xong. Chúng ta sẽ tắt bếp, cho hết cái phần ngò rí vào. Rồi, món ăn đã hoàn tất rồi. Bây giờ cô sẽ múc ra tô. Em đã ngửi thấy mùi thơm thơm của măng nè, mùi cay cay nè, và cả mùi của ngò nữa. Món này có cái vị ngọt rất là thanh và đặc biệt có vị hơi chua chua cay cay.
và các nguyên liệu thì rất là nhẹ nhàng, cho nên ăn thì không có sợ ngán, không sợ đầy bụng đâu. Dạ. Cuối cùng cô rắc một ít tiêu vào nữa là xong. Cô hình như chưa phải bước cuối cùng. Cô biết ngay mà, cho nên cô đã để sẵn cái chén này rồi, không có thiếu phần của Minh Châu đâu. Dạ. Trời ơi thơm quá. Cô ơi, em rất tiếc khi đến tận bây giờ mới biết cái món ăn này đó. Vị chua chua, cay cay nhẹ nhẹ nè, và ngọt rất là thanh của món súp gà chua cay chắc chắn là sẽ làm cho ngày Tết thêm phần phong phú và đầy màu sắc luôn. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều, và hy vọng quý vị khán giả sẽ thay đổi ngay thực đơn quen thuộc của những ngày Tết với món ngon cân bằng dưỡng chất súp gà chua cay. Chúc quý vị thành công. Món ngon cân bằng dưỡng chất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Trước khi chia tay thì Minh Châu muốn hỏi cô Diệu Thảo, hộp thư của chương trình là hộp thư số mấy? 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Cô Thảo rất giỏi và hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã kịp ghi nhớ. Còn số điện thoại của chương trình đó là Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083-823-7557. Quý vị cũng đừng quên nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị một mùa xuân an lành.